Tại huyện Hồng Ngự, hưởng ứng lễ phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 3 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp, nhiều tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn huyện đã có những đóng góp thiết thực, trong đó có các tổ nuôi heo đất tiết kiệm. Sáng nay, tổ nuôi heo đất tiết kiệm của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Phú Thuận B đã thống nhất nuôi heo đất tiết kiệm để ủng hộ đồng bào miền Bắc. Tổ có 6 heo đất đã được nuôi trong 3 tháng này từ tiền tiết kiệm của các thành viên trong tổ. Số tiền thu được hơn 3 triệu đồng sẽ được dùng để ủng hộ đồng bào miền Bắc. Như vậy, đến sáng ngày 19 tháng 9, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Hồng Ngự và các cấp hội cơ sở đã vận động được gần 40 triệu đồng từ các thành viên trong hội đóng góp ủng hộ. Còn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Hồng Ngự đã tiếp nhận gần 250 triệu đồng từ các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp trên địa bàn ủng hộ đồng bào miền Bắc khắc phục khó khăn sau bão số 3.